Huyền thoại chiến thần tập 36. Anh nhớ rõ, mỗi buổi chiều cuối tuần, cha anh đều sẽ mang theo anh và em trai đến đây. Vừa ăn vặt vừa ngắm nhìn đám mây trên trời. Khoảng thời gian khi đó, đơn giản mà vui vẻ. Bây giờ cảnh sắc vẫn còn đây, chỉ là không còn người lúc đó. Giang Sắc và một phụ nữ vọng lại từ gần đó. Giang Sắc xoay người nhìn sang, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra nụ cười. Người phụ nữ này anh rất quen thuộc. Đây là một người phụ nữ trung niên hơn 40, mặc dù đã có tuổi nhưng dáng người lại bảo dưỡng vô cùng tốt. Làn da bảo dưỡng cũng không tệ, nhìn không ra dấu vết thời gian. Bà ta là Nhậm Chí Lan, là bạn học thời cấp 3 của cha Giang Sắc, thầm mến Giang Hàn mấy năm. Sau khi Giang Hàn lấy vợ sinh con, Nhậm Chí Lan thất hồn lạc phách rất lâu, đã từng một lần trầm cảm muốn tự sát. Sau đó nữa, sau khi vợ Giang Hàn Phi qua đời, Nhậm Chí Lan vừa an ủi Giang Hàn, vừa không ngại cực khổ chăm sóc hai đứa trẻ Giang Sắc và Giang Mạch. Có thể nói, trong một thời gian rất dài, Nhậm Chí Lan lấp đầy sự ý lại với mẹ của Giang Sắc. Về sau nữa, Nhậm Chí Lan lấy dũng khí thổ lộ với Giang Hàn, kết quả lại bị từ chối. Giang Hàn Phi thứ nhất là không thể nào quên được vợ đã qua đời. Thứ hai là không muốn làm lỡ dở Nhậm Chí Lan, từ chối tình yêu của Nhậm Chí Lan. Về sau nữa, Nhậm Chí Lan đau lòng rời khỏi thành phố Giang Nam, đi xa tha hương. Nghe nói sau đó bà ta đi Mỹ đào tạo sâu, không ngờ rằng giờ này ngày này là có thể gặp lại người cũ ở đây. Giang Sắc vui vẻ đứng dậy. Dì Lan, dì về rồi sao? Nhậm Chí Lan vừa cười vừa nói, hôm qua dì vừa về nước, đến đây thăm lại. Giang Sắc biết Nhậm Chí Lan là nhớ cha Giang Hành Phi. Nơi này là nơi cha thích đến nhất trước khi mất tích. Giang Sắc đến đây chính là mang mối tơ vương với cha mình mà đến. Mục đích của Nhậm Chí Lan tin chắc rằng cũng giống như thế. Hôm qua vừa về nước, hôm nay để đến đây. Nhìn ra được, cho dù là mấy năm trôi qua, Nhậm Chí Lan đã kết hôn sinh con, nhưng phần tình cảm của bà ta đối với Giang Hàn Phi chưa bao giờ phai nhạt. Hai người ngồi sóng vai trên bậc thang tán gẫu, nhớ lại lúc trước, kể về hiện tại, mặc sức tưởng tượng tương lai. Hàn Phi, cha con vẫn không có chút tin tức nào sao? Vâng, dường như đã bốc hơi khỏi nhan dân gian vậy, không biết đã đi đâu rồi. À, gương mặt Nhậm Chí Lan làm ra vẻ mất mát. Giang Sắc cố nặn ra vẻ tươi cười. Dì Lan, bây giờ dì đang làm gì? Dì sao? Dì làm giáo viên xuất diễn xuất. Mấy năm nay, dì vẫn luôn làm việc ở Hollywood của Mỹ, dạy cho những diễn viên mới những thứ liên quan đến diễn xuất. Giang Sắc lập tức mừng rỡ, công ty của anh đang thiếu giáo viên có kinh nghiệm như thế này. Dì Lan, vậy bây giờ dì về nước đi, đã tìm được việc làm gì chưa? Tìm được rồi, hả? Giang Sắc có chút thất vọng. Công ty nào thế ạ? Công ty giải trí Bá Khổng. Trong lòng Giang Sắc rơi lột bột, không phải rất vui mừng. Công ty giải trí Bá Khổng, đó là công ty mà Giang Sắc luôn muốn đối phó, là công ty mà Giang Sắc muốn thay thế. Tại sao lần này cũng là nó chứ? Trong lòng Giang Sắc khổ sở, anh khẽ cười một tiếng. Dì Lan, sao dì lại đến Bá Khổng chứ? Nói thật với con, bởi vì Bá Khổng cho chồng dì một phần hợp đồng rất hậu hĩnh, bảo ông ấy về nước quay chụp, dì cũng theo về, thuận tiện làm giáo viên. Bá Khổng, chồng dì làm đạo diễn sao? Giang Sách bất dĩ lắc đầu. Nhìn như thế, nó không chừng sau này phải đối đầu trực diện với hai vợ chồng Nhậm Chí Lan rồi. Đây là chuyện anh vô cùng không muốn nhìn thấy. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có vài người đàn ông nói với Giang Sách và Nhậm Chí Lan, đi ra, chúng tôi muốn dùng nơi này. Giang Sách sửng sốt một chút. Nơi này là khu vực công cộng, tại sao tôi phải đi chứ? Tại sao sao? Công ty giải trí ức mặt muốn quay phim ở đây. Đại Minh Tinh, Lâm Hân Duyệt tự mình đến phim trường. Những kẻ nghèo kiết xác như các người còn không mau đi nhanh đi. Là muốn đổi tư đi sao? Nhậm Chí Lan nhíu mày, người của công ty giải trí ức mặt sao lại làm việc bá đạo như thế chứ? Gia Sắc cảm thấy trên mặt đau rát. Chuyện này thực ra không phải ai trong công ty giải trí ức mặt cũng đều bá đạo như thế. Này, hai người lầm bầm nói cái gì đấy? Là đang sỉ nhục công ty giải trí ức mặt của chúng ta, đúng không? Muốn ăn đấm, có phải không? Giang Sách thực sự bất lực. Bị chó mình nuôi, cắn lại. Loại tâm tình này thực sự rất phức tạp. Anh không nói gì, đứng dậy phủi mông,
cùng Nhậm Chỉ Lan đi sang một bên. Anh rất muốn nhìn một chút rốt cục là đang quay phim gì. Rất nhanh, toàn bộ sân bãi đều bị dọn trống. Diễn viên quần chúng toàn bộ vào chỗ, camera, nhân viên ánh sáng, nhân viên thu âm, toàn bộ đều đã sẵn sàng. Máy móc lắp đặt xong, chuẩn bị khai mạc. Hiện trường mấy chục người chỉ đang chờ nữ chính Lầu Dân Việt, Lầu Hân Duyệt. Lầu Hân Duyệt là một diễn viên hạng 2 mà công ty giải trí Ức Việt vừa Ức Mặt vừa mới ký, còn có chút danh tiếng trong giới, rất được các trạch nam yêu thích. Mặc dù không có diễn xuất gì, nhưng lưu lượng của người ta rất cao, cho nên rất nhiều công ty đều muốn ký hợp đồng với cô ta. Cuối cùng, công ty giải trí Ức Mặt hao tổn một số tiền lớn để ký với cô ta, cũng dự định nâng lên thành nghệ sĩ tuyến 1. Lầu Hân Duyệt trước mắt cũng chỉ có chút danh tiếng, thế nhưng lại có bệnh ngôi sao, để tất cả những nhân viên công tác chờ gần nửa tiếng mới chậm rãi đi đến. Đồng thời không có vẻ chút áy náy nào. Lầu Hân Duyệt ngáp một cái, vừa đi vào trung tâm vừa nói, xin lỗi, tối hôm qua ngủ không được, buổi sáng không dậy nổi, đến chậm rồi, mọi người chắc chưa chờ lâu đâu nhỉ. Còn chưa chờ lâu sao? Dựa theo quy tắc, trước khi khai máy thì toàn bộ diễn viên phải đến sớm, trang điểm sớm, tập dượt. Kết quả cô ta thì ngược lại, đã khai máy rồi mà người còn chưa đến, chậm rãi từ từ đến trường quay, lại phải để mọi người chờ cô ta trang điểm. Rốt cuộc, sau khi kiên nhẫn chờ thêm một tiếng, Lầu Hân Duyệt mới bắt đầu quay phim. Nhậm Chỉ Lan đứng một bên liên tục lắc đầu. Tổ chức của diễn viên này quá tệ. Cũng là bởi vì có dạng diễn viên như thế này tồn tại mới bôi đen ngành nghề này. Công ty giải trí Ức Mặt thế nào, thế mà lại dùng kiểu nghệ sĩ như thế này. Bộ phim này không cần coi, nhất định là phim rác, không còn gì nghi ngờ. Gia Sách rất xấu hổ, muốn giải thích một chút, cũng không biết nên giải thích từ đâu. Hai người tiếp tục xem. Tâm tình của Lâu Hân Duyệt đúng là rất xấu. Tất cả mọi người ở trường quay phối hợp với một mình cô ta. Chỉ mới làm được 2-3 động tác, đã có một đám người đi lên bờ đít, bưng trà rót nước, rồi nói vất vả rồi. Cô ta có cái gì mà vất vả chứ? Đáng nhận nhất là cô ta lại không nhớ lời thoại. Toàn bộ quá trình đều chỉ đang nói nhảm. Nam diễn viên diễn cảnh đối cô ta chỉ hơi thất thần một tí đã bị cô ta làm ảnh hưởng. Ban đầu chỉ là một cảnh quay rất đơn giản, nhưng lại quay đi quay lại hơn 10 lần, quay đến nỗi mọi người đều bó tay. Trong lòng Giang Sắc đang rỉ máu. Có loại diễn viên này tốn vốn, tiền vốn, thời gian, chi phí, nhân lực lại chẳng cao. Cảnh quay tiếp theo là cảnh diễn đôi của nữ chính với Tiểu Tam, diễn viên đóng thế ra sân. Cảnh quay này, vai Tiểu Tam do Lâu Hân Duyệt bị nữ chính phát hiện, lại bị tát một cái thật mạnh. Đương nhiên, Lâu Hân Duyệt không muốn bị đánh, cho nên tạm thời sắp xếp đóng thế để bị đánh thay cô ta. Người diễn thay cô ta là một nữ nghệ sĩ tên Lăng Giao, là nghệ sĩ được lớp đào tạo của công ty giải trí Ức Mặt đào tạo ra. Action. Bởi vì là đóng thế diễn, Lâu Hân Duyệt ngồi ở dưới, vừa vắt chân vừa uống trà, bên cạnh còn có trợ lý quạt cho. Bộ dạng như một ông chủ lớn, không thể không nói, mặc dù đóng thế, mặc dù là nghệ sĩ mới đi ra từ lớp huấn luyện, nhưng kỹ năng diễn xuất của Lăng Giao vượt xa Lâu Hân Duyệt. Nữ diễn viên diễn tay đôi với cô ấy vô cùng dễ chịu, dù là thoại hay là tiết tấu, hoặc là động tác và thần thái đều gần như hoàn hảo. Diễn xuất chính là như thế. Khi diễn viên diễn đối với bạn đủ ưu tú, chính bạn cũng sẽ không tự chủ mà diễn tốt hơn. Dưới diễn xuất tinh xảo của Lăng Giao, nữ diễn viên đóng cùng cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Một cảnh này chỉ quay một lần đã thuận lợi qua cảnh. Đặc biệt là ống kính cuối cùng, vai Tiểu Tam của Lăng Giao sau khi bị nữ chính tát một cái nằm rạp trên mặt đất. Từ bị đánh cho đến nằm rạp trên đất, cho đến uất ức, thút thít. Toàn bộ quá trình thuận lợi một mặt, có thể xưng là diễn xuất tiêu biểu trong sách giáo khoa. Cắt. Theo tiếng hô của đạo diễn, hiện trường bùng phát ra tiếng vỗ tay vang dội. Đây là sự khẳng định với diễn xuất của Lăng Giao, cũng là tình cảm đã bị kiềm chế lâu rồi mới bộc phát. Thậm chí có người khẽ bàn luận, Lăng Giao là đóng thế, thế nhưng kỹ năng diễn xuất lại tuyệt vời như vậy, dứt khoát để cô ấy làm diễn viên chính cho rồi. Không, đúng thế, hợp tác với cô ấy dễ dàng hơn nhiều. Tôi là nhân viên ánh sáng, đều không cần phải thao tác nhiều. Từ cô ấy lúc diễn biết cách phải bắt sáng như thế nào, quá lợi hại. Đây mới là chuyên nghiệp chứ. Nhìn lại cái gọi là Lâu Hân Duyệt chi đi, ha ha. Chẳng phải chỉ dựa vào gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ kia xong, lại thêm cặp ngực bò sữa kia nữa, khiến một đám trạch nam
bám biết không thôi, làm gì có bản lĩnh thật sự chứ. Giọng nghị luận của mọi người không lớn nhưng vẫn truyền vào trong tai Lâu Hân Duyệt. Cô ta ngay cả trà cũng nuốt không trôi, tức run người. Một diễn viên đóng thế không có danh tiếng gì thì thôi đi, lại dám áp đảo chính chủ sao? Làm sao có thể như thế chứ? Lâu Hân Duyệt hừ lại một tiếng, kỳ quái nói với đạo diễn: "Đạo diễn, cảnh khi nãy hình như không ổn lắm, quay lại lần nữa đi." "Hả?" Đạo diễn ngơ người: "Cảnh kia vừa rồi rất tuyệt mà, chỗ nào không ổn chứ?" Anh ta vừa tính hỏi thêm một câu, kết quả nhìn thấy ánh mắt thâm độc của Lâu Hân Duyệt, lập tức bị dọa đến ngậm miệng ngay lập tức. "Vừa rồi có một ống kính để lọt, quay lại lần nữa." "Action." "Để lọt sao? Để lọt cái quái gì chứ?" Chính là Lâu Hân Duyệt khó chịu với Lăng Dao, cố ý tìm cớ để cô ấy lại bị đánh thêm một lần nữa. Mọi người giận mà không dám nói gì, đành phải nhịn xuống mà quay lại lần nữa. Lúc này Lăng Dao diễn càng thêm nhập tâm, hiệu quả còn tốt hơn nữa. Thợ quay phim cũng quay rất chân thành, không để lọt bất kỳ ống kính nào. Kết quả, Lâu Hân Duyệt đổi một chân vắt qua, với bãi nói: "Lúc nãy khi ngã xuống đất có chút giả, quay lại lần nữa đi." Nghe lời nói này, trong lòng mọi người lại càng thêm tức giận. Thực ra lần thứ nhất cũng đã đủ tốt rồi, nhất định phải thêm lần thứ hai. Lần thứ hai gần như hoàn mỹ, không có bất kỳ điều gì không đủ. Cứ như phải nhặt xương trong trứng gà, nói cái gì mà ngã có hơi giả chứ, muốn quay lần thứ ba xong. Ngay cả mù cũng có thể nhìn ra Lâu Hân Duyệt đang cố ý làm khó Lăng Dao. Mọi người giận mà không dám nói gì. Ai kêu Lâu Hân Duyệt có vốn lớn nhất chứ? Ai bảo lưu lượng của cả bộ phim này đều dựa vào Lưu Hân Duyệt chứ? Phải nhịn xuống thôi. Đạo diễn nhịn cơn tức xuống, nói: "Lượt vừa rồi không ổn, phải quay lại lần nữa. Action." Lăng Dao cắn môi một chút, không có lời oán hận nào, tiếp tục quay hình. Lần này cũng không có khác biệt quá lớn với lần trước. Thế nhưng Lăng Dao đặc biệt chú ý đến động tác ngã xuống, là thực sự trực tiếp ngã xuống, không hề có chút động tác đề phòng nào. Một cô gái khoảng 20 tuổi, dưới tình huống không có bất kỳ động tác bảo hộ nào mà ngã xuống, lại còn ngã trên mặt xi măng. Một chữ: đau. Loại cảm giác đau xót kia đều được Lăng Dao diễn ra. Thật ra không cần diễn, bây giờ bản thân cô ấy đang rất đau, rất xót. Cắt. Đạo diễn lúc này tiên hạ thủ vi cường, chủ động nói với Lâu Hân Duyệt: "Lăng Dao lần này ngã rất chân thực, các phương diện khác cũng diễn rất ổn, tạm được rồi chứ?" Lâu Hân Duyệt cười ha hả, nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm mà nói: "Lăng Dao lần này ngã rất chân thực, nhưng người diễn đối với cô ta không được, cô ta không có loại cảm giác mạnh mẽ làm điều, theo tôi thấy lại quay lại một lần nữa đi." Chuyện này đạo diễn quá thực tức giận đến muốn mắng người, căn bản chính là muốn làm loạn. Không còn cách nào, anh ta nhịn cục tức xuống, nói: "Làm lại lần nữa, action." Hết lần này đến lần khác, không ngừng quay chụp cùng một cảnh. Lâu Hân Duyệt từ đầu đến cuối cũng chỉ có một câu: "Quay lại lần nữa." Từ trước ra sau, quay lại 20 lần, toàn bộ đều không được. Lăng Dao ngã xuống hết lần này đến lần khác, trên người đều là vết thương, quần áo đều bị ngã rách, nước mắt chảy hết lần này đến lần khác. Dường như khó có thể chịu đựng được loại tra tấn như thế này. Nhưng Lâu Hân Duyệt không ngừng lắc đầu: "Đây là đang đóng phim sao? Quả thực chính là mưu sát." Nhậm Chí Lan không ngừng lắc đầu: "Đây là đang đóng phim sao? Quả thực chính là mưu sát. Dùng loại diễn viên này căn bản đừng mong ra được phim tốt." Công ty giải trí ức mặt: "Hay à, thật sự là ném tiền qua cửa sổ, một chút nhìn xa trông rộng cũng không có." Lần này rốt cuộc có người nhìn không được, chủ động đứng ra chỉ vào Lâu Hân Duyệt nói ra: "Quay tới quay lại nhiều lần như thế đều không được. Lúc thì nói để lọt ống kính, lúc thì nói người ta diễn không tốt. Ha ha, chính cô đang xả giận riêng của mình. Người ta Lăng Dao nếu diễn không tốt, vậy thì diễn xuất của cô chỉ có thể nói là không bằng cứt chó. Càn rỡ." Lâu Hân Duyệt vỗ bàn quát: "Cô tính là cái gì chứ? Một nhân vật phụ mà thôi, dám khiêu chiến trước mặt tôi sao? Cô có biết tôi là nữ chính hay không? Có biết lưu lượng của bộ phim này là nhờ ai chống đỡ hay không? Cái đồ khốn này, bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài." Lập tức có 4 bảo vệ đi vào, đuổi phụ nữ kia ra khỏi hiện trường quay phim. Ở đây, Lâu Hân Duyệt là vua. Cô ta thở ra một hơi, nói lại lần nữa: "Đều thất thần làm gì chứ, quay mau lên, mặt trời đều sắp xuống núi rồi, có một cảnh cũng không quay được, một đám thùng cơm." "Ha ha, quay không được còn không phải vì cô sao?" Mọi người cúi đầu tiếp tục quay. Cả thể xác, tinh thần Lăng Dao đều mệt mỏi, quay mấy chục lần đều sớm không còn trạng thái. Một lần này cô ấy diễn khá không ổn.
Lâu Hân Duyệt giận dữ nói, cô diễn cái gì thế? Lớp đào tạo nghệ sĩ dạy cô như thế sao? Quả thật chính là phế vật. Cô ta đứng dậy đi đến trước mặt Lăng Dao, hét lớn, đứng vững. Lăng Dao không dám không nghe, sợ hãi rụt rè đứng đối diện với Lâu Hân Duyệt. Lâu Hân Duyệt nói ra, bây giờ cô đang diễn một tiểu tam bị uất ức, đau khổ nhưng lại không cam tâm. Tôi sẽ diễn vai bạn gái chính thức, tôi tát cô một cái, cô phải ngã xuống, sau đó phải có phần quật cường trong nước mắt uất ức, nghe rõ chưa? Vâng. Lăng Dao gật đầu, được, đến làm mẫu một lần. Lâu Hân Duyệt tự mình đóng vai bạn gái chính, giơ tay lên quất thẳng vào mặt Lăng Dao, chát. Một tiếng tát thanh thúy truyền vào trong tai mỗi người có mặt. Cái tát này tát mặt lên mặt Lăng Dao. Lăng Dao còn chưa chuẩn bị gì thì đã bị đánh mặt, cũng không cần diễn xuất, ngã xuống đất vô cùng chân thực. Ầm một tiếng, ngã đến xương cốt đều sắp muốn gãy. Nước mắt quất ức đau đớn tự nhiên chảy ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Dao bằng ánh mắt cảm thông. Cách diễn thế này thật sự quá là không có tôn nghiêm. Bình thường trong lúc quay phim, toàn bộ đều lợi dụng góc quay để hoàn thành, nhìn qua thì như đã tắt thẳng. Trên thực tế đều là tắt không khí, sấm to mưa nhỏ, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào với diễn viên. Nhưng lần này, Lâu Hân Duyệt chân chính tát thẳng vào mặt Lăng Dao. Lăng Dao không hề mượn góc, không phải quay phim, mà thật sự cho cô ấy một cái tát. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, Lâu Hân Duyệt đây là đang mượn đóng phim để giải tỏa oán khí trong lòng. Cô ta từ trên xuống dưới miệt thị Lăng Dao, nhìn thấy dáng vẻ đối phương khóc ròng ròng, trong lòng rất thoải mái. Lần này ngã tương đối chân thực, nước mắt chảy ra cũng đúng chỗ, rất tốt đó. Lần tiếp theo cũng phải diễn như thế, đã nghe rõ chưa? Lăng Dao không dám nói gì, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lâu Hân Duyệt rời khỏi chỗ quay, tự mình thay đạo diễn, diễn về vào chỗ action. Kết quả một lần này thất bại, các diễn viên khác cũng không tàn nhẫn như Lâu Hân Duyệt, không ra tay đánh thật. Lâu Hân Duyệt tức giận đi vào trung tâm, chỉ vào nữ diễn viên đóng vai bạn chính, quát, mẹ kiếp, cô chưa ăn cơm sao? Trên đây không có chút sức nào. Như thế này thì có thể diễn được cái gì chứ? Tôi lại thị phạm một lần nữa cho cô xem, mở hai mắt ra, nhìn kỹ cho tôi, nhìn xem tôi tát như thế nào. Cô ta giơ tay lên, muốn cho Lăng Dao thêm một bạt tai nữa. Lại có ai không nhìn ra là cô ta chưa đánh đủ, tiếp tục lấy quay phim làm lý do đánh đập Lăng Dao, xả giận cá nhân chứ? Ai cũng biết nhưng không ai dám nói. Kết quả duy nhất khi nói ra là bị bảo vệ khi ra ngoài. Ở đây Lâu Hân Duyệt chính là một nữ vương. Lăng Dao tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hôm nay cô ấy xem như là đã triệt để bị cấm. Mọi người ở đây đều cho rằng Lăng Dao sẽ bị tát thêm lần nữa, sẽ lại bị nằm khắp ròng trên mặt đất, thì thấy một bóng người nhanh chóng đi vào trước mặt, trực tiếp chặn trước người Lăng Dao, tay giơ lên cầm chắc lại cổ tay Lâu Hân Duyệt. Hiện trường im lặng trong nháy mắt. Giang Sắc Nhậm Chí Lan giật mình, không ngờ Giang Sắc thế mà lại dùng tốc độ nhanh như vậy chạy đến, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho an toàn của Giang Sắc. Lâu Hân Duyệt thấy có người ngăn cản mình, gấp gáp, anh là ai thế, ai cho phép anh chạy vào đây ngăn cản tôi quay phim có biết không, mau cút ngay cho tôi. Lâu Hân Duyệt muốn rút tay về nhưng cô ta chỉ là cô gái yếu ớt, làm sao có thể tránh thoát khỏi cánh tay Giang Sắc. Thả tôi ra, thả tôi ra. Trong mắt Giang Sắc mang ngọn lửa, lạnh lùng nói, tôi cảm thấy xấu hổ vì công ty giải trí ức mặt có loại nghệ sĩ nát như cô. Anh buông tôi ra, tôi ra lệnh cho anh buông tôi ra. Lâu Hân Duyệt hét lên, nhân viên bảo vệ xung quanh vội vàng tập trung lại, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này Lăng Dao với gương mặt chồng chất vết thương kéo tay áo Giang Sắc, anh ơi, anh buông cô ấy ra đi. Cơn giận dữ của Giang Sắc nhất thời biến thành sự nghi hoặc, vừa rồi cô ta đã đối xử với cô như vậy mà cô còn muốn tôi buông cô ta ra sao? Lăng Dao thở dài, tôi biết anh vì muốn tốt cho tôi, muốn trút giận cho tôi, nhưng mà dù sao tôi cũng chỉ là một diễn viên đóng thế nho nhỏ mà thôi, không đáng kể. Lâu Hân Duyệt thì khác, cô ấy là một ngôi sao lớn, nếu anh làm cô ấy bị thương thì sẽ làm trì hoãn tiến độ quay phim của cả đoàn phim và tăng kinh phí quay phim, hơn nữa sức hút của cả bộ phim đều dựa vào cô ấy, nếu không có cô ấy thì còn ai xem bộ phim này nữa. Anh làm cô ấy bị thương thì cũng không lợi ích gì đối với anh, đến lúc đó rất nhiều người hâm mộ của cô ấy sẽ vây đánh anh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của anh. Lăng Dao cắn môi, vậy nên thưa anh, chuyện này cứ quên đi. Quên đi sao? Mặc dù rất không cam lòng nhưng Lăng Dao không thể không đưa ra lựa chọn này. Người với người thực là chẳng thể nào so sánh với nhau.
diễn viên đóng thế dù có mệt mỏi đến đâu cũng không thể nhận được sự thương xót của công chúng. Còn các ngôi sao lớn chỉ cần có biến động nhỏ thôi cũng có thể lên trang nhất. Cấp bậc không giống nhau. Gia Sắc cười lạnh, thật sự buông lỏng tay ra. Lâu Hân Duyệt lùi lại phía sau vài mét, xoa xoa cổ tay mình. Tay người đàn ông này là kìm nhổ đinh sao, bóp tôi đau chết đi được. Cô ta chỉ vào Gia Sắc và nói, thằng kia, anh thật là không biết trời cao đất rộng. Anh đắc tội với tôi thì chính là đang đắc tội với giải trí ước mặt. Đắc tội công ty lớn có thế lực mạnh nhất ở khu vực Giang Nam này đó. Anh xong đời rồi. Đối mặt với cô ta, Gia Sắc lạnh lùng nói, ban đầu tôi rất tức giận, nhưng hiện giờ chỉ còn lại nỗi buồn. Tại sao sự phát triển của giải trí ước mặt lại có sự chuyển dịch như thế này chứ? Tại sao giải trí ước mặt lại có một nghệ sĩ rác rưởi như cô chứ? Tôi muốn suy ngẫm kỹ lại. Lâu Hân Duyệt, dù là diễn xuất hay đạo đức nghệ thuật, cô đều không xứng đáng với vị trí nữ chính. Lăng Dao thích hợp làm diễn viên chính hơn cô. Lâu Hân Duyệt phì cười, cô ta sao? Diễn viên chính sao? Chỉ là một thằng nhóc quê mùa, bối cảnh không có bối cảnh, muốn độ hot không có độ hot, thế mà còn nói là để cô ta đóng vai chính sao? Cô ta làm diễn viên chính thì có ai mà xem chứ? Một bộ phim không có ai xem thì có nền tảng nào sẽ đề cử chứ? Cô ta lấy cái gì so sánh với tôi? Hơn nữa, anh là cái thá gì? Anh nói để cô ta làm diễn viên chính thì cô ta có thể làm diễn viên chính hay sao? Ở đây, lời nói của đạo diễn còn chẳng có tác dụng gì nữa kìa. Mọi người đều phải nghe theo lời của tôi. Một diễn viên mà có địa vị vượt lên trên cả đạo diễn, quả thực là một điều mỉa mai. Gia Sắc lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc gọi. Alo, Hạng Chí Thành, đến công viên Hoa Hải một chuyến đi. Nghe thấy ba chữ Hạng Chí Thành, đầu tiên là Lâu Hân Duyệt sửng sốt, sau đó thì tỏ vẻ vui mừng. Dò, tin tức của anh cũng nhạy bén đó chứ. Biết phó tổng giám đốc mới của bộ phận phim truyền hình và điện ảnh của chúng tôi là anh Hạng luôn đó. Sao nào, muốn dùng tên của anh Hạng để hù dọa tôi sao? Tôi không ngại nói cho anh biết, chính anh Hạng đã đại diện giải trí ước mặt ký tên với tôi để tôi đóng vai chính bộ phim này đó. Anh Hạng có đến đây thì cũng phải nói chuyện với tôi thôi. Càng nói càng ngạo mạn, Lâu Hân Duyệt đã không còn để bất cứ ai vào trong mắt nữa rồi. Tòa nhà có giải trí ước mặt cách công viên Hoa Hải không xa. Sau khi nhận được cuộc gọi, Hạng Chí Thành biết có chuyện không ổn, liền lập tức lái xe chạy qua. Trước sau, chỉ mất chưa đầy 10 phút. Khi đến hiện trường, Hạng Chí Thành chạy chậm vào công viên Hoa Hải. Quả nhiên nhìn thấy Gian Sách đang ở trong đó. Anh ta chạy nhanh tới. Lâu Hân Duyệt nghĩ rằng Hạng Chí Thành đang chạy về phía mình nên liền chủ động chào hỏi, nước mắt nơi mũi tèm đem. Anh Hạng, anh đến rồi, em bị người ta bắt nạt rất thảm, anh phải làm chủ cho em đó nha. Hạng Chí Thành sửng sốt, có ai dám bắt nạt cô sao? Lâu Hân Duyệt chỉ vào Gian Sách, là anh ta, vừa rồi anh ta bóp tay của em đau lắm, anh ta còn nói em không có kỹ năng diễn xuất, em không xứng đáng làm nữ chính. Anh Hạng, em lớn tới đây rồi mà chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy đâu, anh phải làm chủ cho em, phải dạy cho anh ta một bài học mới được. Mặt của Hạng Chí Thành đen như đáy nồi. Dạy cho Gian Sách một bài học sao? Cho anh ta 100 lá gan thì anh ta cũng không dám nghĩ như vậy. Anh ta ho khan một tiếng rồi hỏi lại lần nữa, Hân Duyệt, mọi điều cô vừa nói có phải là sự thật hay không? Đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, nếu không tin thì anh cứ hỏi đi. Tên to đầu ngớ ngẩn này còn muốn nói cho Lăng Dao làm nhân vật nữ chính thay thế em. Quá thực là buồn cười chết mất. Cô ta là cái thá gì chứ? Một kẻ tân binh mà thôi, cô ta làm nhân vật chính thì ai mà xem chứ? Mặt của Hạng Chí Thành càng đen hơn. Anh ta liếc xung quanh một vòng, nhìn về phía đạo diễn. Những gì Lâu Hân Duyệt nói có đúng không? Đạo diễn nhìn Hạng Chí Thành, rồi nhìn đến Lâu Hân Duyệt, bị ánh mắt độc ác kia của Lâu Hân Duyệt làm cho sợ tới mức nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, giống hệt như Lâu Hân Duyệt đã nói. Tôi biết rồi. Hạng Chí Thành gật đầu. Lâu Hân Duyệt khóc lóc nói, anh Hạng, em là do anh đích thân đào đến, anh đã nói sẽ đối xử tốt với em, bồi dưỡng em mà, bây giờ người khác sỉ nhục em nhiều như vậy, anh đến xem rồi làm cái gì đi. Hạng Chí Thành đi về phía Gian Sách, trong mắt Lâu Hân Duyệt mang theo nét cười, trong lòng thầm nói, lần này xem anh chết như thế nào. Tim mọi người cũng vọt lên tới tận cổ họng. Hạng Chí Thành là người có thực quyền quản lý ở giải trí ước mặt, cấp dưới có không ít người dám đắc tội với nghệ sĩ dưới tay anh ta thì thế nào có thể có kết cục tốt đẹp được chứ. Đặc biệt là như Lăng Dao, cô ấy biết rằng Gian Sách là vì bảo vệ cô nên mới dũng cảm đứng ra, nếu vì vậy mà bị Hạng Chí Thành trả thù thì làm sao trong lòng cô ấy yên được đây. Lăng Dao tiến lên trước một bước, anh Hạng, thật ra... Không đợi cô ấy nói xong, Hạng Chí Thành đã dừng lại trước mặt Gian Sách, sau đó cúi đầu thật sâu.
Điều này khiến tất cả mọi người đang ở hiện trường nhìn mà há hốc cả mồm. Hàn Chí Thành anh trên ngồi trước mà lại khom lưng cúi đầu trước một người qua đường hay sao? Đây là đang làm cái gì chứ? Lô Hành Duyệt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Anh Hàn, anh đang làm cái gì vậy? Em muốn anh báo thù cho em, sao anh còn xin lỗi gì nữa chứ? Hàn Chí Thành hoàn toàn không nghe lọt lời nói người khác, kính cẩn nói với Giang Sắc. Tổng giám đốc Giang, xin lỗi, thuộc hạ không làm trọn bổn phận. Tổng giám đốc Giang, thuộc hạ. Mọi người kinh ngạc đến nỗi muốn rớt cằm. Lô Hành Duyệt càng ý thức được rằng có điều gì đó không ổn. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Hàn Chí Thành tôn kính với một người đàn ông khác đến như vậy. Giang Sắc lạnh lùng nói, nếu chuyện này không làm tốt thì vị trí phó tổng giám đốc của anh nhường cho người tài đức khác đi. Hàn Chí Thành đổ mồ hôi lạnh, thuộc hạ hiểu rồi. Anh ta đứng thẳng dậy, quay đầu liếc nhìn đám đông rồi lớn tiếng nói, mọi người ở đây nghe cho rõ, tôi nhắc lại một lần nữa, điều giải trí ước mặt chúng tôi coi trọng nhất là thông báo tuyển dụng nghệ sĩ là đạo đức và nghệ thuật. Lâu Hành Duyệt không hề có đạo đức nghệ thuật, là một diễn viên, kỹ năng diễn xuất cô ta lại cực kỳ kém, đồng thời cũng đối xử rất gay gắt với các đồng nghiệp của mình. Một nghệ sĩ như vậy vốn không xứng đáng với giải trí ước mặt. Ký hợp đồng với cô ta là do Hàn Chí Thành tôi không làm tròn bổn phận, lúc này tôi xin lỗi mọi người. Hàn Chí Thành cúi đầu xin lỗi tất cả các nhân viên, sau đó nói, ngay bây giờ tôi xin thông báo, giải trí ước mặt cùng Lâu Hân Duyệt sẽ chấm dứt hợp đồng, diễn viên chính trong bộ phim này sẽ chuyển sang cho Lăng Dao đảm nhận. Quả thực Lâu Hân Duyệt đang nghi ngờ liệu tai của mình đang có vấn đề gì hay không. Cô ta lúng túng cười nói, anh Hạ, không phải là anh đang đùa em đấy chứ?